Chào các bác, đây là hộp đồng hồ của bác tới ở Thanh Hóa, số điện thoại cuối là 995. Được chưa? Đây, đây là cái đồng hồ của bác ấy và một cái thư của bác đây các bác. Đây cái thư của bác. Đó. Trong cái thư này thì cũng đã có che cái địa chỉ đi các bác thông cảm này. Tôi có cái đồng hồ Gold Star nhờ anh sửa hộ, đeo vào lúc một lúc là chết vỗ nhẹ lại chạy, để in chạy bình thường, chốt bị rời ra ngoài, làm lại chống nước lau dầu lại máy. Đây là yêu cầu của khách ạ. Ừ, ở đây đây chiếc đồng hồ Gold Star, một xịn đấy bác, một thị sĩ xịn đấy, nó chắc cũng phải có tuổi rồi đấy. Đây, thì em sẽ mở cái đồng hồ ra để kiểm tra. Đấy, em sẽ để cái chốt của khách vào đây. Cái đồng hồ này cũng có vết xước các bác nhé. Này, có vết xước này. Đó, cái vết xước này, này, em bật điện lên các bác nhìn ra rõ. Đó, đó. Tháo cái đồng hồ này ra kiểm tra. Còn hơi chặt các bác. Đây, đây rồi. Đó. Cái đồng hồ chắc chắn là đã bị nước vào rồi nên là nó bị như này. Hiện tượng như thế này. Đấy, và vẫn chạy các bác. Vẫn chạy nhé. Các bác nào cần thì các bác vào Zalo, với trên Zalo chị tìm kiếm các bác đánh số điện thoại vào của em là ra Zalo của em. Thì các bác nhắn tin giúp em ấy nhé. Bây giờ em sẽ kiểm tra qua cái đồng hồ này. Thứ nhất cái đồng hồ này em thấy là cũng hơi bẩn này các bác. Đây, em lấy nét lại một chút. Đó, cũng hơi bẩn. Đó. Thứ nhất là hơi bẩn đây. Hai, em sẽ lên có tay để kiểm tra cái đồng hồ này. Đó, khá là chặt. Cót, chúng ta con này vẫn còn rất căng cót các bác nhé. Rất căng cót nhé. Đó. Là con này muốn tháo tóc ra thì kính thưa các bác là phải tháo tự động ra thì mới kiểm tra được. Nhưng mà hiện tại đang chạy các bác. Đó. Hiện tại và bác ấy bảo là đây này. Volta này. À, nhờ anh sửa hộ này, đeo vào lúc là chết. Đó. Chết vỗ nhẹ lại chạy để in chạy bình thường. Đấy, thông thường những cái bệnh này nó hay liên quan đến tóc rồi các bác, liên quan đến tóc. Đó, để in chạy bình thường. Đấy là tóc. Tóc và cái chân của nó chạy một lâu quá nó mòn chân rồi. Đấy nên là để yên để chạy bình thường. Đấy và đeo vào là chết. Đấy, đây là con đồng hồ này. Làm chống nước thì em không nói rồi, lau dầu lại máy, ok. Đấy thì thông thường con này thì sẽ phải thay tóc các bác nhé. Tại vì để tự động con này nó không bao giờ nó hỏng đâu. Nên xin thưa với các bác thế. Và con này này có một con ốc các bác nhé, không có một con ốc này. Thiếu một con ốc đây nhá. Đó đấy, còn cái dòng này của nó hệ thống tự động đây các bác này nhìn này. Đó, em rút ra này các bác nhìn thấy cái cá của nó này, nó thứ nhất là nó bị không giữ được cá, thứ hai này, này cái tin này của nó này, cái tin này của nó bị dỉ các bác. Đó, nó bị dỉ này. Đó. Này mặt của nó mặt sapphire đấy các bác ạ. Hai cái cá này của nó không giữ được nữa. Đó. Đó. Các bác thấy cá nó có vấn đề đúng không ạ? Và cái lỗ để cắm vào để ấn núm ấn cái ti núm này ra ấy, nó không có như này các bác. Nó không có. Đấy, đáng nhẽ là có một chấm trắng ở đây này để mình ấn vào để lấy ra nhưng mà không có đúng không ạ? Đây không có. Đó, không có. Em không biết là bác ấy làm hỏng hay là thợ em không biết, mà chắc là bác ấy thôi. Đây này. Chắc chắn là hệ thống cá này có vấn đề rồi. Đấy, cá này có vấn đề gì các bác nhé. Đấy, đây là cái đồng hồ này em tháo ra thấy như nào thì em sẽ chia sẻ. Đấy, rút ra trình giờ cái nó tụt luôn ra và cái cá này nó mất cái lỗ cắm cá này. Đó, không có nhé các bác nhé. Đó, đây là cái đồng hồ của bác tới ở Thanh Hóa các bác ạ. Đấy, hàng xịn đấy, hàng địa sĩ đấy. Chào các bác.